Bài giảng hôm nay của thầy là bài nói về phương pháp làm câu hỏi trắc nghiệm điều 10 của Luật cán bộ công chức 2008. Đó là điều 10 tên điều 10 là nghĩa vụ của cán bộ công chức là người đứng đầu. Thì Luật cán bộ công chức năm 2008 được Quốc uh, hội sửa đổi năm 2019 một số uh, khoản một số điều còn cơ bản là giữ nguyên những điều trong 2008. Luật sửa đổi có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2020 thì các dạng câu hỏi trắc nghiệm về các môn kiến thức chung tiếng Anh tin học theo hình thức trắc nghiệm đã được các thầy giáo áp trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn học viên có nhu cầu ôn luyện hãy gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0943078123 hoặc 0912595654 sẽ được cấp ký ký danh mật khẩu để đăng nhập phần mềm ôn luyện các môn kiến thức chung tiếng Anh tin học theo hình thức trắc nghiệm trên phần mềm này trong thời gian qua cũng rất nhiều học viên ôn luyện đã trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức và nâng ngạch công chức đã nhắn tin lại Zalo cho thầy giáo à, cảm ơn chúng chung em đạo rồi cảm ơn các thầy giáo thì như vậy là à, học viên phần mềm đã hỗ trợ cho học viên à, tiết kiệm một thời gian ôn tập à, các thầy chuyên đi dạy cho nên đã chuyển thể từ lý thuyết sang câu hỏi trắc nghiệm rất là logic và các câu hỏi mang tính chất phân loại học viên rất cao à, cho nên là à, học viên có nhu cầu hãy gọi điện cho thầy giáo Tiều số điện thoại 094 3078 123 0912 54 sẽ được cấp cái ký danh mật khẩu đăng nhập vào phần mềm để chúng ta ôn luyện sau đây thầy giáo sẽ giới thiệu cái học là nghĩa vụ à, à, nghĩa vụ của cán bộ công chức thì cái nghĩa vụ của cán bộ công chức này được thể hiện tại điều 8 là nghĩa vụ của cán bộ công chức đối với đảng nhà nước và nhân dân và thể hiện điều 9 là nghĩa vụ của cán bộ công chức trong thi hành công vụ và nghĩa vụ của công chức đối với người cán bộ công chức đứng đầu điều 10 là nghĩa vụ của cán bộ công chức là người đứng đầu đấy như vậy là có 3 điều nói về nghĩa vụ trong luật cán bộ công chức thế thì khoản 1 thí dụ khoản 1 khoản 2 khoản 3 khoản 4 đây là nghĩa vụ của cán bộ công chức đối với đảng và nhà nước và nhân dân thì có 4 nghĩa vụ à, có 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 bốn nghĩa vụ đây Thì chúng ta thấy bốn khoản và những nghĩa vụ à, của cán bộ công chức đối với đảng nhà nước cũng là nghĩa vụ của cán bộ à, đối, à, đối với người đứng đầu Và điều chín là nghĩa vụ của cán bộ công chức trong khi thi hành công vụ thì có 6 điều Thí dụ như là bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao Là một trong những nghĩa vụ à, công chức trong thi hành công vụ Cũng là nghĩa vụ của cán bộ công chức là người đứng đầu Đấy, vì tại à, Điều 10 thì viết là ngoài việc thực hiện tại Điều 8 và Điều 9 à, Ngoài việc thực hiện quy định tại Điều 8 và Điều 9 của luật này Cán bộ công chức là người đứng đầu thì có thêm 6 nghĩa vụ nữa Thì như vậy à, cán bộ công chức à, là người đứng đầu thì tổng số là có 10, 16 nghĩa vụ 4 là à, đối với đảng nhà nước, nhà nhân dân chẳng hạn và đối với thi hành công vụ là 6 cán bộ à, là, là người công chức là người đứng đầu là 6 tổng số là 16 nghĩa vụ như vậy tại điều 10 để nói về nghĩa vụ của cán bộ công chức là người đứng đầu sẽ có 16 nghĩa vụ điều đấy có nghĩa là những nghĩa vụ à, của cán bộ công chức trong thi hành công vụ đều là nghĩa vụ của cán bộ công chức đối với người đứng đầu và những nghĩa vụ của cán bộ công chức Đối với đảng và nhà nước à, cũng là nghĩa vụ của, của cán bộ công chức đối với người đứng đầu. Đấy, thế cho nên là để chúng ta hiểu được như vậy, thì để khi làm câu hỏi trách nghiệm chúng ta chọn phương án, thì chúng ta chú ý là gì? Những cái khoản viết trong điều 9, điều 8, à, viết trong điều 9, điều 8, đều đúng cả trong à, điều 10. Đấy đều 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 là là thuộc vô nghĩa vụ của cán bộ công chức người đứng đầu điều 10. Nhưng mà ngược lại thì những cái nội dung trong điều 10 thì không lại không à, không không phải đối với là gì? Điều 8, điều 9. để chúng ta chú ý cái chiều ngược lại đấy. thí à, dụ như là là điều 10 này thì nói là là gì? Là là chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị thì đây chính là là nghĩa vụ của à, cán bộ công chức là người đứng đầu đấy chúng ta để ý như thế chứ không phải là à, nó không nó không phải là nghĩa vụ của cán bộ công chức đối với đảng nhà nước và nhân dân và nó cũng không phải là nghĩa vụ của cán bộ công chức trong thành công vụ đấy chúng ta để ý là đối với luật thì chúng ta phải hiểu là cái từ ngữ trong luật là ngoài cái việc thực hiện điều 8 điều 9 thì nghĩa vụ của người công người cán bộ công chức người đứng đầu quan phải thực hiện thêm cái việc là chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan đơn vị mình. Đây là cái việc mà do do người người cán bộ công chức đứng đầu À, đơn vị cơ quan đấy cho nên là chúng ta để ý là ngoài cái việc ở trên anh thì cái người là cán bộ công chức là người đứng đầu quan phải thực hiện à, các cái điều từ khoản 1 đến khoản 6 điều điều 10 nữa đấy, các em chú ý khi học như thế thì như vậy là à, chúng ta làm câu hỏi trách nghiệm như sau thí dụ như theo luật cán bộ công chức thì chọn phương án đúng hay là xác định phương án đúng giải quyết kịp thời đúng pháp luật theo thẩm quyền hoặc kín nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo và kín nghị cá nhân à, tổ chức là nghĩa vụ à, phương án A là của cán bộ công chức đối với đảng nhà nước và nhân dân phương án B là nghĩa vụ của cán bộ công chức trong thành công vụ phương án C là nghĩa vụ của của cán bộ công chức là người đứng đầu thì chúng ta để ý cái 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 dòng này là nhiệm vụ là là quy định thực hiện của cái người nghĩa vụ cán bộ công chức là người đứng đầu cho nên ta chọn phương án C là đúng đây chúng ta để ý là giải quyết kịp thời đây thì tại khoản điểm 10 đây, à, điều 10 đấy thì chúng ta để ý điều 10 đây cái khoản 5 đây, giải quyết kịp thời đúng pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cá nhân tổ chức thì đây chính là gì là là nghĩa vụ của cán bộ công chức là người đứng đầu Đấy. thì phải thực hiện thêm cái sáu cái cái nhiệm vụ đây thì đây là nhà đây là cái à, cái 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 thực hiện thứ nghề uh, nghĩa vụ thứ năm thì cho nên phương án đúng ở đây là C là nghĩa vụ của cán bộ công chức là người đứng đầu phương án 1, 2, 3 à, đều đúng bị loại trừ à, như vậy cái nội dung ở đây à, không được ghi tại cái điều 8 là nghĩa vụ của cán bộ công chức đối với đảng nhà nước và nhân dân và cũng không ghi trong nghĩa vụ của cán bộ công chức trong thành công vụ mà cái nội dung ở đây ở trong ngọc kép đây là ghi về nghĩa vụ của cán bộ công chức là người đứng đầu cho nên ta chọn phương án c là đúng với nội dung ghi trong luật à, tương tự như thế là công 108 cũng một loạt cái như vậy à, cũng là ghi à, trích các cái khoản à, trong điều 10 nó vào cái ngọc kép đây phương à, pháp học là thế để chúng ta chọn phương án c là nghĩa vụ của, của cán bộ công chức là người đứng đầu Đấy, thì chúng ta cứ thay cái giá trị trong cái ngoặc kép là nó, nó sẽ ra một câu hỏi thôi. Đó, đấy, tương tự như thế. Đó, đấy, 112 cũng là cái một loạt các câu hỏi tương tự thôi. Thí dụ bây giờ sang đây, sang câu 113. Xác định phương án đúng về nghĩa vụ của cán bộ công chức là người đứng đầu. Phương án A ở đây là, nó, nó là nằm trong điều 10. Giải quyết kịp thời đúng đắn. À, pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cá nhân tổ chức thì đáp án phương án A đây chính là à, tại khoản 5 điều 10 đây à, tại khoản 5 điều 10 thì giống à, đấy là nghĩa vụ của, của cán bộ công chức là người đứng đầu thì đáp án A đây đáp án B là chủ động phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ giữ gìn đoàn kết trong cơ quan tổ chức đơn vị thì phương án B đây chính là chủ động này chúng ta à, chủ động Đấy, chủ động phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ giữ gìn đoàn kết trong cơ quan tổ chức đơn vị đây chính là khoản 3 à, điều 9 là nghĩa vụ à, của cán bộ công chức trong thi hành công vụ Đấy. thì cái đây là khoản 3 điều 9 này. đây là phương án A là là điều 10 Đấy. thế thì phương án 1 và 2 điều đúng phương án 1 và 2 điều sai như vậy chúng ta phải chọn phương án 1 và 2 điều đúng vì sao? vì nghĩa vụ của công chức trong thi hành công vụ là cũng là nghĩa vụ của cán bộ công chức là người đứng đầu. Cho nên nghĩa vụ của người công chức đứng đầu trong luật nêu là ngoài cái nghĩa vụ tại ghi tại điều 8 điều 9 còn có thêm nghĩa vụ ở điều 10. Cho nên cái cách giải quyết các loại câu hỏi này thì chúng ta chú ý tại cái câu tại cái cái cái, cái điều 10 có ghi là ngoài việc thực hiện quy định Tại điều 8, điều chín cán bộ công chức là người đứng đầu còn phải thực hiện sau nghĩa vụ trên nghe ở dưới 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 đây đấy cho nên chúng ta chọn phương án phương án một và hai điều đúng đấy cái cách học cái loại câu hỏi này như thế à, một loạt các câu sau hoàn toàn tương tự thế các thầy có thể trích ra phương án a chẳng hạn là à, nằm trong điều 9 phương án b lại nằm trong điều 8 đấy, thì cả một và hai điều đúng đối với nghĩa vụ À, của cán bộ công chức là người đứng đầu là cái phương pháp học là thế thế còn nãy thầy đã nêu là có bao nhiêu nghĩa vụ của à, cán bộ công chức là người đứng đầu thì chúng ta để ý là 16 sáu à, thế còn 14, 15, 13 là gây nhiễu cái đáp án đúng là 16 sáu à, loại câu hỏi định lượng thế thì hỏi về một mục này à, xác định phương án đúng về nghĩa vụ của cán bộ công chức theo luật cán bộ công chức 2008 và sửa đổi chín phương án A là nghĩa vụ của cán bộ công chức đối với đảng nhà nước và nhân dân à, nghĩa vụ của cán bộ công chức trong thi hành công vụ nghĩa vụ của cán bộ công chức là người đứng đầu à, thì cả ba phương án này đều đúng à, là vì ở đây họ yêu cầu ta là là nói về nghĩa vụ của cán bộ công chức theo luật thì à, thể hiện tại điều 8, điều 9, điều 10 như vậy là có ba điều trong cái mục 1 là nghĩa vụ à, của cán bộ công chức Uh, thiêu luật 2008 và sửa đổi. Đấy thì chúng ta để ý đây chính là căn cứ vào mục 1 đây. Thì nó có 3 điều, điều 8, điều 9 và điều 10. Thì cái câu hỏi uh, số 17 đây và 117 đây. Uh, là hỏi về nghĩa vụ của cán bộ công chức thiêu luật thì có 3 điều. Đây là phương án A là nói đến điều 8, phương án B là điều 9, phương án C là điều 10. Thì cả 3 phương án này đều đúng. Đấy, thế thì trên phần mềm có rất nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm à, phân loại mang tính chất phân loại học viên để đáp ứng được phục vụ cho việc ôn tập kỳ thi tuyển công chức và năng ngành công chức học viên có nhu cầu hãy liên lạc theo số điện thoại 0943078123 hoặc 0912595654. sẽ được cấp cái ký tranh và mật khẩu qua tin nhắn à, học viên à, các em thấy video có thầy bổ ích thì ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút hình chung để nhận video tiếp theo Để giáo chúc các em thành công